Phục hồi chức năng Huê Lợi xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay Huê Lợi xin phép được giới thiệu tới quý vị và các bạn một món quà vô cùng thiết thực và ý nghĩa cho cha mẹ, người thân của chúng ta. Đó chính là chiếc giường y tế đa chức năng sử dụng tay quay có mã hiệu A011 của công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế Huê Lợi. Chiếc giường y tế này sẽ giúp cho cha mẹ, người thân của chúng ta có một cuộc sống thoải mái nhất khi cần sinh hoạt trực tiếp trên giường bệnh, đồng thời cũng giúp cho người chăm sóc tốn ít công sức hơn. Để có thể tìm hiểu chi tiết về chiếc giường này, ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi trải nghiệm trực tiếp. Tay quay đầu tiên là tay quay để nâng và hạ phần đầu. Quay rất nhẹ nhàng để nâng phần đầu và lưng của người nhà chúng ta lên mà không cần phải bê vác, kê chăn, kê gối như thông thường. Đặc biệt trong trường hợp người bệnh nặng cân thì thao tác này cũng rất dễ dàng. Giường có thể nâng tới tối đa là 85 độ để đặt ở tư thế Fowler, tư thế nửa nằm, nửa ngồi, giúp cho việc ăn uống trở nên thoải mái hơn, tránh bị sặc và cũng giúp người bệnh hô hấp dễ dàng hơn. Và quan trọng hơn, tư thế này có thể giúp người nhà của chúng ta thay đổi góc nhìn. Góc nhìn lúc này sẽ không chỉ còn là trần nhà, mà là người thân, con cháu, là tivi, phong cảnh, từ đó giúp cho tâm lý người bệnh trở nên rất thoải mái, có thể cải thiện sức khỏe tốt hơn. Tay quay thứ hai của giường là tay quay giúp nâng và hạ phần chân. Góc hạ chân tối đa là 80 độ, kết hợp với tư thế nâng đầu. Giường có thể thay cho một chiếc ghế tựa để đặt người nhà ở tư thế ngồi thoải mái, có thể đọc sách, ăn uống, làm việc, giải trí. Nhẹ nhàng và an toàn hơn rất nhiều so với việc đỡ người bệnh từ giường sang ghế tựa như bình thường. Ngoài ra, phần chân của giường có thể nâng cao tối đa tới 40 độ, sử dụng trong những trường hợp cần kê cao chân để tránh phù nề, sung huyết và làm tăng cường tuần hoàn máu về tim. Tay quay thứ ba của giường là tay quay giúp nghiêng người sang hai bên. Như quý vị và các bạn cũng đã biết, khi người nhà của chúng ta cần nằm tại giường lâu, những vùng bị tì đè nhiều chắc chắn sẽ xảy ra hiện tượng loét, nhiễm trùng, khiến cho người bệnh rất đau đớn và ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Giường y tế A011 có thể giúp nghiêng một nửa thân trên của người bệnh sang hai bên với góc nghiêng tối đa là 85 độ, giúp người bệnh thay đổi tư thế thường xuyên, giúp giảm áp lực lên những vùng dễ bị loét do tì đè như vùng cùng cụt, bả vai, khuỷu tay, tránh tình trạng bị loét, nhiễm trùng và giúp cải thiện tốt hơn chất lượng sức khỏe. Tay quay cuối cùng của giường là tay quay dùng để sử dụng bô vệ sinh. Chúng ta chỉ cần lót một túi ni lông vào bô vệ sinh, quay tay quay để đưa phần nệm xuống bên dưới và đưa bô vệ sinh vào đúng vị trí. Người bệnh có thể đi vệ sinh dễ dàng tại giường bệnh, rất gọn gàng và sạch sẽ. Và một điều mà quý vị sẽ quan tâm là liệu chiếc giường này có an toàn và chắc chắn hay không. Giường dài 2,15m, rộng 0,92m và cao 0,55m. Khung giường được làm bằng thép nguyên khối, nan giường dày dặn và chắc chắn, có thể chịu được trọng tải lên tới 200kg. Toàn bộ bề mặt khung giường được sơn phủ mạ tĩnh điện, rất bền, đẹp và dễ vệ sinh. Đầu và đuôi của giường được làm bằng nhựa ABS cao cấp. Đây là loại nhựa an toàn, chuyên dùng trong các thiết bị y tế. Ngoài ra, đầu và đuôi của giường cũng có thể dễ dàng tháo rời, tiện lợi cho việc di chuyển bệnh nhân. Phần nệm của giường được làm bằng sơ dừa, rất êm ái và thoáng khí, dễ dàng vệ sinh và khử khuẩn bằng cách phơi nắng lớp sơ dừa. Đối với lớp vỏ thì chúng ta có thể tháo ra để vệ sinh và khử trùng sạch sẽ. Bốn bánh xe của giường được thiết kế dạng xoay 360 độ, dễ dàng di chuyển đến các vị trí khác nhau trong nhà. Và quý vị yên tâm là bánh xe có khóa hãm, không trơn trượt, bảo đảm an toàn cho người nhà chúng ta khi nằm trên giường. Ngoài ra, nhà sản xuất còn cung cấp đủ các phụ kiện bao gồm bàn ăn để có thể ngồi ăn uống hoặc đọc sách, làm việc tại giường. Chậu gội đầu có ống xả nước để chúng ta có thể giúp cha mẹ gội đầu tại giường, không cần di chuyển đến nhà tắm. Và cọc truyền dịch, khi cần thiết thì chúng ta sẽ có thể sử dụng. Và vừa rồi thì chúng tôi đã giới thiệu chi tiết về mẫu giường y tế đa năng có mã hiệu A011 của công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế Huê Lợi. Với những tính năng tiện lợi như trên, chắc chắn rằng mẫu giường y tế này sẽ giúp chúng ta chăm sóc người nhà tốt hơn, giúp cho cha mẹ, người thân chúng ta có một cuộc sống thoải mái nhất khi cần sinh hoạt trực tiếp trên giường bệnh. Nếu quý vị và các bạn có nhu cầu, xin vui lòng để lại số điện thoại dưới phần bình luận hoặc liên hệ trực tiếp tới số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để các chuyên viên của chúng tôi có thể tư vấn chi tiết hơn. Tập phục hồi chức năng Huê Lợi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.